Rồi, Lộc Bất Động Sản Nhà Đất Vĩnh Cửu xin kính chào quý cô chú, quý anh chị nha. Thì hôm nay chủ đất có gửi cho em một lô đất tại vị trí là huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Vị trí chính xác đó là đường Xóm Huế, thuộc xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đây là cái con đường Xóm Huế đây. Con đường Xóm Huế này thì có độ dài là khoảng là 3 km. Thì từ vị trí đường Xóm Huế này đi thẳng thì nó sẽ ra là tỉnh lộ 768, là tầm khoảng là 1,5 km. Rồi đường Xóm Huế này có lộ giới là được 6 m. Cái này là hai xe ô tô né nhau thoải mái hai quý anh chị. Bên trên có vườn bưởi kìa, đó vườn bưởi. Nhà dân thì nói chung kế bên thôi. Đấy. Đường xe ô tô né nhau rất là thoải mái luôn, kể cả xe tải. Con đường này thì nó sẽ thông ra tỉnh lộ 768 luôn. Nó sẽ thông ra ngay chỗ là Ủy ban Nhân dân xã Trị An. Và cách đây là khoảng 300 m là nó sẽ có một cái ngã ba. Thì cái ngã ba đó một hướng rẽ trái thì nó sẽ ra Ủy ban Nhân dân xã Trị An, rẽ phải thì nó sẽ về lại khu vực xã Tân An. Đó, thì đường đó vẫn về Biên Hòa được luôn. Đó, đường xá rộng rãi, điện thì đã có sẵn, đấy, điện có sẵn rồi. Khu vực này thì đa phần là người dân họ trồng bưởi và cam, quýt, 3 loại trái cây đặc biệt tại khu vực này, đó là bưởi, cam, quýt. Đó, anh chị thấy không, nhà dân xung quanh rồi đó. Phía ngoài sau thì ngoài sau đây cũng có nhà dân rất là nhiều, khoảng chừng 300 m thôi, có nhà dân nhiều đó rồi. Thì bây giờ em sẽ nói rõ chi tiết về đường giao thông, xem là có thuận tiện cho quý anh chị để đầu tư hay không. Thì từ đây anh chị ra, chạy thẳng ra thì khoảng 200 m là sẽ đụng một con đường nhựa rộng khoảng là 10 m. Tiếp đến là đi thêm khoảng là 1 km nữa là ra đến tỉnh lộ 768. Thì khi ra đến tỉnh lộ 768, anh chị có thể là rẽ trái, đi thêm 15 km nữa là về quốc lộ 1A thuộc thành phố Biên Hòa, ngay công viên 30/4 luôn. Còn nếu mà anh chị ra đến cái đường tỉnh lộ 768 á, anh chị rẽ phải á, thì nó sẽ ra là Ủy ban Nhân dân xã Trị An, sau đó là đến trung tâm Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu, trung tâm hành chánh. Về vấn đề cơ sở hạ tầng thì khu vực này đang là phát triển rất là tốt. Cách đây là khoảng 500 m thì có một khu đất gọi là quỹ đất đang quy hoạch là khu công nghiệp. Thì nó cách đây 500 m thôi, nó quy hoạch rồi, nó là khoảng là 50 hectare, khoảng 50 hectare, đang chuẩn bị là mở khu công nghiệp. Đó. Nên là khi mà khu công nghiệp này phát triển rồi thì em tin rằng là vị trí này nó sẽ thay đổi về cái giá rất là khác biệt so với thời điểm này. Và cách đây nó khoảng 200 m thì nó quy hoạch một khu gọi là khu dân cư dự án. Thì khu dân cư dự án đó nó cũng như là khu tái định cư quý anh chị. Khu tái định cư thì tất nhiên là dân cư khi mà đền bù ở trong khu nghiệp ra thì tất nhiên sẽ dồn về cái khu đất ở dự án này và tập trung tại khu vực này để sinh sống. Đó. Thì cái thứ hai đó là khu dân cư, cái thứ nhất là khu công nghiệp. Thì hai khu này nếu mà phát triển rồi thì tất nhiên cái vị trí này nó sẽ ra tỉnh lộ 768 nè, là vị trí chính nè. Và khu công nghiệp, khu dân cư ở đó cách 200 m thôi, thì anh chị nghĩ vị trí này có tiềm năng hay là không? Và ở đây thì có trường học, mà chợ nè, chợ thì chợ nhỏ thôi, trường học thì cũng gần đây thôi. Về hiện trạng thì khi trước là ở đây là một cái vườn cao su. Đó, thì do là chủ cũng kẹt tiền nên xẻ lô ra, sẽ 4 lô là 4 thửa ra, mỗi thửa là 1.000 m² để mà bán, để mà xử lý công việc. Ở ngoài sau thì nó có một cái con suối Con suối đó thì lúc có nước lúc không, chứ không phải là nước suối quanh năm đó. Thì cái con suối này nó cũng tiện lắm. Ví dụ như về mùa mưa, nó có thể là nước mình nó sẽ có cái đường để thoát nước, rất là yên tâm khi mà mình trồng trọt cũng như là mình xây nhà mình ở, không có bị là ngập nước, giữ nước hoặc là úng cây trồng đó. Rất là tiện luôn. Về khi mà có nước về mùa nắng thì mình cũng có thể là vừa sử dụng nước đó để mình tưới tiêu đó. Với lô đất này thì 1,2 tỷ một lô thì em cảm thấy là quá là phù hợp để cho mình đầu tư luôn. Thì anh chị nào nếu mà mua trước thì sẽ sở hữu được một giá là 1,2 tỷ, còn lại 3 lô kia thì chủ sẽ thay đổi giá, bởi vì là chủ đang ngợp và cũng mong muốn là cái giá này là giá bán nhanh để xử lý công việc. Sau khi xử lý công việc thì chủ sẽ thay đổi giá của 3 lô kia đó. Thì anh chị nào mà thiện chí hãy liên hệ sớm em nha, để giữ được cái khung giá tốt này. Rồi, Lộc nhà đất Vĩnh Cửu xin kính chào quý cô chú, quý anh chị.